Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với video tiếp theo. Tôi là Nguyễn Văn Đoàn. Nội dung trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về thị trường tổng quan ở Bình Phước trong những tháng cuối năm. Đây là những cái điều rất là quan trọng nếu như anh chị em chúng ta muốn có một thương vụ đầu tư thành công và an toàn. Trong những ngày vừa qua thì rất nhiều anh chị đặt ra các câu hỏi rằng thị trường bất động sản ở Bình Phước thời gian sắp tới đây sẽ như thế nào? Có nên đầu tư hay không? Có tăng giá hay không? Hay là để qua năm đầu tư? Hay là để cho các cái chính sách, các cái quyết định thay đổi một chút thì sẽ đầu tư? Nói chung là rất nhiều câu hỏi liên quan về thị trường bất động sản ở Bình Phước của anh chị em ạ. Và đây là một điều bắt buộc, đúng không ạ? Bởi vì với những anh chị mà chúng ta phải mất nhiều năm trời thì kiếm được một cái khoản tiền để chúng ta đầu tư bất động sản, thì cái việc bỏ ra khoảng vài ngày hoặc là vài tuần, thậm chí cả tháng trời chúng ta phân tích, nhìn nhận, cân đo đong đếm trước khi đưa ra quyết định là một việc vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta chỉ phân tích và quyết định dựa trên cảm xúc thì khả năng cao chúng ta sẽ bị bỏ lại ở ngoài chiến trường mà chúng ta không hề hay biết, đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay, từ những góc nhìn cá nhân, từ những cái diễn biến thực tế, từ những cái kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong thời gian vừa qua, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến quý anh chị chúng ta những cái nội dung thực tế từ thị trường bất động sản Bình Phước để chúng ta có thể dựa vào đó đưa ra cho mình được cái quyết định đầu tư sáng suốt, an toàn cũng như là sinh lợi cao, quý anh chị em nhé. Anh chị em và các bạn nếu thấy những nội dung sau đây mà giá trị thì đừng quên chia sẻ cho người khác, cũng như là ấn nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của tôi nhé. Và để đầu tư bất động sản thành công, điều đầu tiên chúng ta sẽ cần nhìn vào cái sự điều chỉnh từ phía ngân hàng. Như anh chị em chúng ta đều biết rằng ngân hàng và các quyết định của nhà nước nó tác động rất là lớn vào thị trường bất động sản, đúng không ạ? Chậm nắng hay là sôi động đều từ các cái yếu tố này. Và nếu như anh chị nào mà thời gian này chúng ta đang là để ý các cái báo cáo tài chính, các cái bài báo về động thái từ ngân hàng, thì chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay hệ thống ngân hàng đang thực hiện hai công việc như sau. Thứ nhất là sao ạ? Tăng lãi suất tiền gửi, đúng không ạ? Đây là một cái thông tin mà nó sẽ tác động trực tiếp vào quyết định của các nhà đầu tư. Thay vì trước đây với lãi suất tiền gửi thấp thì nhiều nhà đầu tư sẽ chọn bất động sản là một cái kênh có thể mang lại tiền cho họ với một khoản tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Và tất nhiên cũng phải tìm những cái sản phẩm ưu tú, đúng không ạ? Nhưng khi mà lãi suất tiền gửi tăng cao thì nhiều nhà đầu tư sẽ lựa chọn đây là một kênh đầu tư, mặc dù họ hiểu và họ biết rằng so với cái việc đầu tư ở bất động sản thì cái mức lãi vốn nó không có cao bằng. Tuy nhiên đây cũng là một cái quyết định sáng suốt tại cái thời điểm này, khi mà thị trường nó chưa có nhiều cái thông tin tích cực, đúng không ạ? Đấy là cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy từ cái việc tăng lãi suất tiền gửi, đúng không ạ? Cái diễn biến thứ hai chúng ta đang thấy hiện nay đó chính là ngân hàng đang là kiểm soát chặt chẽ cái vấn đề cho vay để mua bất động sản. Trước đây khi mà thị trường tốt thì nhà đầu tư nào cũng có khả năng vay vốn, phân khúc bất động sản nào cũng có khả năng tiếp cận được các cái vốn vay từ ngân hàng, đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay chỉ những cái bất động sản nào đầy đủ các yếu tố như là hạ tầng, đúng không ạ? Pháp lý, những chủ đầu tư, những nhà đầu tư nào có khả năng chi trả vốn và lãi cho ngân hàng, chứng minh được khoản thu nhập ổn định, chứng minh được cái khả năng chi trả của mình thì ngân hàng mới cho vay tiền, đúng không ạ? Chứ không phải là thắt chặt anh chị em nhá, đang là kiểm soát để tránh cái việc đầu cơ bất động sản, đúng không ạ? Và chính những điều này nó đang giúp cho thị trường bất động sản trở nên tốt hơn, phát triển hơn và tiếp cận được với những người có thu nhập thấp, đúng không ạ? Và nhiều sản phẩm của những chủ đầu tư mà họ uy tín, ví dụ như những chủ đầu tư họ có khả năng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, họ có khả năng tài chính trả chi phí, các khoản thuế phí cho nhà nước để hoàn thiện pháp lý của bất động sản, thì những cái tài sản đấy, những chủ đầu tư đấy sẽ được tiếp cận vốn vay của ngân hàng, đúng không ạ? Chứ không phải là thắt chặt như hiện nay một số các thông tin trên mạng
quý anh chị em nhé. Và hiện nay ở bên phía các nhà đầu tư, các khách hàng của tôi cũng đang là vay vốn đều anh chị em ạ, nhưng với một điều kiện là phải chứng minh được cái nguồn thu nhập đấy, phải có tài sản đảm bảo thì ngân hàng họ vẫn cho vay bình thường các bạn nhé. Và động thái thứ hai từ cái yếu tố vĩ mô, ở đây chúng ta sẽ chia sẻ đó chính là các cái chính sách của nhà nước. Hiện nay với cái việc kiểm soát, tránh cái việc đầu cơ bất động sản, tránh cái việc lãng phí tài nguyên đất của quốc gia, hiện nay nhà nước đang là thúc đẩy cái việc phát triển sản xuất kinh doanh. Anh chị và các bạn ạ, đây là một điều hết sức quan trọng quý anh chị em nhá. Bởi vì chỉ có thúc đẩy sản xuất kinh doanh thì mới tạo ra công ăn việc làm, tạo ra các cái nguồn thu nhập cho người lao động, cho những hộ gia đình. Thay vì trước đây họ cứ chạy theo các cái công việc như là có đất, đầu tư bất động sản chớp nhoáng đúng không ạ, thì không những không thắng mà làm còn làm cho nhiều hộ gia đình trở nên tán gia bại sản nữa đúng không ạ. Và hiện nay như chúng ta đã biết, nhà nước đang là thu hút các vốn đầu tư từ nước ngoài, thu hút khích lệ, khuyến khích cái việc gọi là sản xuất kinh doanh. Và đấy là yếu tố thứ nhất, đây chính là cái yếu tố đang là hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước có được cho mình những cái thủ tục pháp lý nhanh hơn, có được những chính sách tốt hơn từ nhà nước để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đời sống nhân dân đúng không ạ. Và thứ hai từ cái các quyết định của nhà nước đó chính là gì ạ, thu hút người lao động trở về các nhà máy, xí nghiệp, công ty để làm việc đấy, thông qua cái gì ạ, cái chính sách tăng lương đúng không ạ, tăng trợ cấp phụ cấp, điều chỉnh cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đúng không ạ. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nhà nước đang dần đưa các cái nền kinh tế của nước ta trở lại phát triển một cách bền vững và lâu dài, chứ không phải là cứ xăm xe vào cái việc gọi là đầu tư đầu cơ bất động sản đúng không ạ. Mặc dù cái việc đầu tư đầu cơ bất động sản nó không có xấu, nhưng với một số những cái cá thể, những cái tập đoàn, những cá nhân, họ lợi dụng các cái tình hình này, họ làm sao phân lô tách thửa bừa bãi đấy, tạo ra các cái dự án mà nó chẳng có thật đúng không ạ, hoặc là bán cổ phiếu, mua cổ phiếu một cách không đúng quy định của pháp luật đúng không ạ. Và chính những điều này nó tạo ra các cái dư luận không hay và làm hoang mang tâm lý của người dân đấy. Nhà máy thì bỏ bê sản xuất, công nhân thì không tập trung làm việc ở trong các xí nghiệp mà lại đi cò đất, đi đầu tư đấy đúng không ạ. Đây là các yếu tố vĩ mô mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng hiện tại các cái thông tin đang là đưa thị trường bất động sản trở nên ngày một văn minh hơn, đúng với cái giá trị của nó. Và đối với thị trường Bình Phước thì sao, thì chúng ta có thể phân tích qua cái yếu tố vĩ mô anh chị em nhé. Thì với thị trường hiện tại Bình Phước hiện nay thì yếu tố thứ nhất chúng ta có thể nhìn thấy rằng với cái việc gọi là giá bất động sản, phải công nhận, chúng ta phải công nhận rằng không riêng gì Bình Phước mà còn rất nhiều tỉnh thành nữa đang là gặp vào cái tình trạng còn là bị giá cao đúng không ạ? Giá cao hơn cái mức giá sàn của nó. 2-3 hôm nay tôi tham khảo các cái bảng giá đất ở một số địa phương ở khu vực phía Nam như là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, và thậm chí tôi cộng cái giá đất, tôi nhân lên 5 lần, 7 lần mà vẫn chưa bằng cái giá đất đang giao dịch hiện tại quý anh chị em ạ. Và chúng ta có thể nhận định rằng nhiều khu vực hiện nay tại Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đang là có mức giá quá cao, do thời gian vừa qua cái lượng nhu cầu các nhà đầu tư đổ vào bất động sản quá lớn, và nó tạo ra cái nguồn cung và cái nguồn và cái nhu cầu chênh lệch nhau quá lớn. Chính vì vậy cho nên nó đẩy cái giá đất tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn đúng không ạ. Đấy là cái mối lo ngại đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đối với Bình Phước đấy, giá bất động sản tăng lên quá cao. Chính những điều này nó gây khó khăn cho cái việc kiểm soát giá đất, cũng như là một số cá nhân lợi dụng cái tình hình này phân lô tách thửa, đầu cơ mua qua bán lại nhiều lần, đẩy sóng lên cao vân vân đúng không ạ. Và cái người lao động thì họ không được tiếp cận với những cái bất động sản mà họ có thể xây nhà ở được. Cái thông tin số 2 chúng ta có thể nhận thấy ở đây, ở cái yếu tố vĩ mô tại Bình Phước, đó chính là gì ạ? Trong thời gian vừa qua, khi nhiều tỉnh thành ở nước ta chống chọi với dịch, thì các cái nguồn vốn trong năm nay phải tập trung vào các cái công trình
trọng yếu của tỉnh. Thì nếu anh chị nào mà chúng ta quan tâm về các cái tình hình hạ tầng ở Bình Phước thì chúng ta thấy thời gian gần đây Bình Phước chỉ tập trung vào một số các cái dự án trọng điểm, ví dụ như là đường cao tốc này, tuyến đường tạo lực này, hai tuyến đường cao tốc đúng không ạ? Đấy, và một số các cái tuyến đường vào các khu công nghiệp chính và hoàn thiện xây dựng sửa chữa hạ tầng ở các khu vực trung tâm hành chính để phát triển các cái vùng lõi đúng không ạ? Thì chính những yếu tố này nó đang gây bất lợi cho các nhà đầu cơ mà trước đây họ đẩy sóng ở các khu vực vùng ven quá xa dân đúng không ạ? Và đã đang tạo cơ hội cho những nhà đầu tư chân chính, những nhà đầu tư mà họ để các quỹ đất của họ, họ mua với mức giá rẻ, họ chuyển đổi những cái khu vực đấy có nhu cầu ở thực, ví dụ như khu vực tôi đang ở đây. Đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Thì những cái điều này nó đang giúp cho những cái dự án đầy đủ các yếu tố về pháp lý, đầy đủ các yếu tố về cơ sở hạ tầng, họ có thể tiếp cận được những vốn vay từ bên ngoài. Đúng không ạ? Và chính những cái điều này nó đang đưa dần thị trường bất động sản ở Bình Phước vào cái luồng, gọi là chúng ta sẽ nói rằng gọi là luồng đúng cái giá trị thật của nó đúng không ạ? Và với những cái quyết định đấy và những cái thực hiện như thế thì tôi tin chắc rằng tất cả anh chị chúng ta nữa sẽ có cho mình những cái thương vụ đầu tư thành công. Vậy từ những cái yếu tố vi mô, từ những cái yếu tố vĩ mô đấy thì tại thị trường bất động sản Bình Phước chúng ta sẽ tập trung vào các cái phân khúc loại hình bất động sản nào? Thì sau đây là những cái góc nhìn cá nhân của tôi, anh chị chúng ta có thể tham khảo. Đầu tiên chúng ta hãy quan tâm đến những bất động sản có thể sinh ra dòng tiền được, là những cái kiosk cho thuê, đấy, nhà phố cho thuê, nhà trong chợ cho thuê, nhà kho, xưởng, kho bãi, các cái văn phòng, logistics. Đây là những loại hình bất động sản nó vừa tạo ra giá trị cho xã hội, nó vừa tạo công ăn việc làm cho những người lao động, nó vừa tạo ra nguồn thu nhập cho chính chủ đầu tư, và ngân hàng cũng rất là thích những loại hình bất động sản này. Anh chị và các bạn ạ, đấy là loại hình đầu tiên mà chúng ta có thể tham khảo. Loại hình số 2 chính là phục vụ cho những nhu cầu thực, ví dụ như là cũng là phân lô tách thửa, nhưng mà chúng ta có thể là phân lô tách thửa ở những khu vực trong dân cư có thể xây nhà được luôn, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể phân lô tách thửa để xây nhà ở cho những người có thu nhập thấp, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể đầu tư những loại hình tài sản du lịch, nghỉ dưỡng. Đây là những cái nhu cầu thực theo đánh giá của những chuyên gia. Hoặc là những loại hình bất động sản như là các khu nhà trọ, các cái nhà máy, các cái phân xưởng nhỏ. Đây cũng là những cái loại hình bất động sản nó đang tạo ra giá trị cho xã hội cũng như là các nhà đầu tư. Và một điều đặc biệt hơn nữa, nó giúp nhà đầu tư tiếp cận được các vốn vay ở ngân hàng, đúng không ạ? Đây là loại hình thứ hai mà anh chị có thể tham khảo. Loại hình bất động sản số 3 mà chúng ta có thể tham khảo là chính là gì ạ? Những cái khu vực mà trong thời gian vừa qua nó chưa bị thổi giá, chưa bị các nhà đầu cơ mua qua bán lại với nhau. Đấy, thì chúng ta tránh những khu vực bị giảm giá ra, đúng không ạ? Tránh những khu vực thời gian vừa qua bị sốt ra, tránh cái khu vực bị đẩy giá cao lên. Đấy, đây là những cái khu vực mà rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Vì hạ tầng thì chưa đấy thấy đâu mà giá bất động sản của nó thì đã quá cao. Đây là những cái rủi ro sẽ làm cho các nhà đầu tư bị chôn vốn mà không hề hay biết, hoặc là có bán ra nhưng mà cũng phải rất là lâu thì mới bán ra được bằng cái giá mà họ mong muốn, đúng không ạ? Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đối với thị trường bất động sản ở Bình Phước trong thời gian sắp tới đây. Và thời gian vừa qua thì nhiều anh chị quan tâm đến những loại hình bất động sản ở Bình Phước như là theo khu công nghiệp, hoặc là theo các cái đường vành đai, hoặc là theo các trung tâm hành chính. Thì anh chị chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt cái loại hình số 3 như tôi vừa chia sẻ là trên là gì ạ? Tránh những chỗ mà bị đẩy giá lên quá cao. Và chúng ta cần phải nhìn nhận xem là những cái khu vực đấy giá trong thời gian tới nó sẽ biến động như thế nào, qua cái cách mà chúng ta so sánh những cái khu vực đồng nhất với nhau. Ví dụ như là cũng là bất động sản thì chúng ta hãy so sánh bất động sản công nghiệp ở khu vực này với khu vực kia để chúng ta ra một cái mức quy định chung là với khu vực này 5 năm nữa thì giá sẽ bao nhiêu, với khu vực này 5 năm nữa thì giá sẽ bao nhiêu. Thì như vậy anh chị sẽ đưa ra được các quyết định yên tâm hơn, an toàn hơn và có khả năng sinh lời. Đấy là những chia sẻ của tôi ở trong video ngày hôm nay để hỗ trợ tất cả quý anh chị nhà đầu tư và các bạn có được cho mình những thương vụ đầu tư
kế hoạch đầu tư an toàn, sinh lời và tăng trưởng ổn định quý anh chị và các bạn nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung vừa rồi tôi chia sẻ bổ ích, giá trị thì đừng quên chia sẻ cho người khác, cũng như là ấn nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.